Việc lạm dụng nhuộm tóc quá nhiều lần trong một năm, lại thay đổi dầu gội liên tục do lúc đó chưa tìm được cái sản phẩm phù hợp với tóc của mình, cho nên là lúc đó tóc mình rất là khô sơ và yếu luôn. Thì nhiều lần các chủ tiệm tóc cũng khuyên là mình nên cắt ngắn hẳn đi, thì lúc đó tóc mới có thể phục hồi lại. Nhưng mà may mắn là lúc đó mình đã tìm ra được cái bí quyết riêng và giúp phục hồi cho mái tóc yếu gãy rụng chỉ sau có 3 tháng thôi. Thì cũng như nhiều chị em phụ nữ khác là mình luôn thích làm đẹp cho mái tóc của mình để cho mình có thể trở nên năng động, mới mẻ và quyến rũ hơn. Tại vì như mọi người cũng biết là mái tóc quyết định hết 70% ngoại hình của mình mà. Chính vì vậy mà mình không có ngần ngại thay đổi kiểu tóc và màu tóc đâu nha. Mình thay đổi sành sạch liên tục luôn, thậm chí là để cho mái tóc của mình phong cách và có cái màu sắc ưng ý nhất á, thì cứ khoảng 2-3 tháng thôi là mình lại nhuộm hóa chất lên một lần. Thậm chí là nếu mà thích là mình có thể tẩy tóc luôn. Cũng chính vì cái việc mà lạm dụng cái hóa chất nhiều như vậy cho nên là cái mái tóc của mình nó bị xuống cấp dần luôn. Không còn cái mái tóc khỏe và suôn mượt như lúc trước nữa. Bây giờ thì nó sơ nè, khô cứng và đặc biệt là gãy rụng rất là nhiều. Cái khoảng thời gian đó thì mình cảm thấy bị stress luôn mọi người. Lúc đó cảm thấy là gần như là phát hoảng ấy và sốt ruột lắm. Tất nhiên là khi mà tóc gặp cái tình trạng khô sơ yếu như vậy á là mình rất là tự ti luôn, và lúc đó là gần như là cuống cuồng tìm mọi cách là để phải cứu vãn cho được cái mái tóc khô yếu của mình. Thì ban đầu á mình đã tìm mua rất là nhiều các sản phẩm chăm sóc tóc từ thương hiệu bình thường cho tới cả những thương hiệu nổi tiếng khác, nhưng mà chắc là do không có hợp cho nên là tóc mình không có sự thay đổi đáng kể nào hết. Sau đó thì mình cũng đã thử dành ra thời gian để đến trực tiếp các salon tóc để dùng các cái gói chăm sóc tóc phục hồi đồ. Nhưng mà nếu mà cái thời gian nào mà không có đến được salon á thì tóc nó lại quay trở lại cái tình trạng sơ sát như cũ, và không có cải thiện một chút xíu nào, khiến cho mình cảm thấy rất là chán nản luôn. Thậm chí là khi mà đi đến một vài salon để phục hồi á thì có một vài chỗ còn khuyên là mình nên cắt ngắn hẳn đi để cho mái tóc nó có cơ hội được phục hồi. Thật sự là mình không muốn cắt đi cái mái tóc dài của mình chút nào. Thì cho tới một lần cũng rất là may mắn là mình lướt Facebook á thì có thấy một người bạn chia sẻ về cái bộ sản phẩm thảo dược mộc nam giúp cho chị em chăm sóc và phục hồi cái mái tóc hư tổn một cách nhanh chóng. Chính vì vậy mình cũng có tìm hiểu thử qua sản phẩm tin tưởng đặt về dùng thử. Trong cái quá trình mà tìm hiểu về cái bộ sản phẩm chăm sóc tóc mộc nam này á thì bản thân mình phải nói là thật sự rất là bất ngờ luôn. Vì tất cả 4 sản phẩm đều được chiết xuất từ các thảo dược quý như là linh chi nè, hà thủ ô, hương thảo, nha đam, tinh dầu oải hương, tinh dầu bưởi và dầu dừa. Và đây như theo mình được biết thì tất cả đều là những cái thảo dược rất là tự nhiên, không có hóa chất, rất là lành tính, giúp cho mái tóc của mình suôn mượt, khỏe mạnh và rất là an toàn luôn. Không có gây kích ứng da cũng như là không có làm tổn thương da đầu và chân tóc, là giúp tóc cho mình phục hồi rất là tốt và hiệu quả. Đặc biệt là cái bộ sản phẩm này á, có mùi hương rất là dễ chịu, cái mùi giống như mùi của hương thảo hay là oải hương và bạc hà, khiến cho tóc mình mỗi lần mà gội xong á, có cái mùi thoang thoảng, dễ chịu và tươi mát lắm luôn. Và cái điều cuối cùng làm cho mình yên tâm sử dụng sản phẩm á, là theo như mình tìm hiểu thì sản phẩm đã được kiểm nghiệm lâm sàng rồi, và ở trên mạng cũng có nói là sản phẩm được cả đại tá tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân phản hồi rất là tốt về thành phần cũng như là công dụng luôn. Cho nên là mình lại càng tin tưởng hơn nữa để sử dụng một sản phẩm này. Chỉ sau có 2 tuần sử dụng thôi là mình đã cảm nhận thấy là tóc của mình nó mềm mại hơn, suôn mượt hơn và ít gãy rụng hơn hẳn luôn. Da đầu cũng không có còn bị ngứa và nhiều vảy gầu như trước nữa. Và sau 1 tháng sử dụng sản phẩm của Mộc Nam thì mái tóc của mình đã trở nên bóng mượt và bồng bềnh hơn hẳn luôn. Tình trạng tóc khô và yếu nó giảm đi một cách đáng kể. Tóc cũng có dấu hiệu phục hồi từ cái việc tác động của những cái việc mình nhuộm lúc trước á. Ngọn tóc của mình bây giờ là đỡ khô hơn nè, đỡ cứng hơn, và đặc biệt là cái phần tóc rụng á, nhất là rụng khi mà tắm gội nó giảm đi rất là nhiều luôn. Đến cái thời điểm này thì chỉ mới hơn 1 tháng sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc tóc của Mộc Nam thôi thì bây giờ tóc của mình đã thay đổi rất là rõ rệt, thay đổi một cách tích cực luôn, trở nên bóng mượt hơn nè, khỏe mạnh hơn. Có lẽ là do các thành phần dinh dưỡng từ thảo mộc nó đã thấm sâu vào trong da đầu, giúp cho tóc của mình trở nên chắc khỏe hơn và còn kích thích mọc tóc nhanh cho mình nữa. Thêm một cái nữa là mình cảm thấy là tóc mình nhuộm đợt này nó bền màu hơn hẳn luôn nha, đỡ bị phai màu hơn so với những lần trước á. Qua tìm hiểu thì mới biết được là do Mộc Nam không có sử dụng cái chất tẩy rửa mạnh, cái chất sunfat á, cho nên là tóc của mình không có bị ảnh hưởng bởi cái chất tẩy rửa mạnh đó. Ngoài ra theo
bản thân mình cảm nhận rõ thì cái bộ sản phẩm này không chỉ tập trung cải thiện mái tóc từ bên ngoài mà còn hỗ trợ cải thiện sức khỏe của mái tóc từ sâu bên trong, vì thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên vừa giúp làm sạch sâu nè, nuôi dưỡng và phục hồi tóc hư tổn một cách tối ưu nữa. Thật sự là mình cảm thấy rất là biết ơn những cái thay đổi ngoạn mục mà bộ sản phẩm chăm sóc tóc Mộc Nam đã mang lại cho mái tóc của mình. Bây giờ thấy mái tóc của mình bóng đẹp và còn có cái mùi hương thoang thoảng rất là dễ chịu á, thì rất là nhiều người xung quanh như là người thân, bạn bè cũng có hỏi xin mình bí quyết chăm sóc tóc. Và tất nhiên là mình không hề ngần ngại để chia sẻ cái bí quyết đơn giản mà rất là hiệu quả của mình đến với mọi người.